Báo cảnh báo, bất cứ em nào đang ăn, đang uống hoặc là chuẩn bị ăn uống cái gì đấy trong vòng 2 giờ tới thì đừng xem tiếp cái video này nha. Cô nói nghiêm túc đấy. Rồi 3, 2, 1, ok chiếu. Đây là cảnh mà cô rất không muốn nhưng vẫn phải buộc lòng quay lại, bởi vì nó là toilet của một thương hiệu trà cà phê cực kỳ nổi tiếng, nằm trong hàng top của Việt Nam luôn. Còn đây là toilet của quán Hỏa Sa Cà Phê, hay còn gọi là cà phê ga ở phố Gầm Cầu à các bạn. Tự bọn em đã có sự so sánh và kết luận rồi đúng không? Cô giáo không định phốt quán cà phê đầu tiên và cũng không định đổi nghề làm review cho cái quán cà phê Hỏa Sa đâu. Cô chỉ muốn chia sẻ với lại bọn em một bài học mà phải vỗ đùi đen đét. Đó chính là khái niệm wow service, dịch vụ khiến khách hàng phải bất ngờ. Và nó cũng là một dạng làm viral vô cùng hiệu quả. Thực ra ấy, một chiếc toilet sạch sẽ thơm tho như ở Hỏa Sa Cà Phê thì không phải là cái gì ghê gớm đúng không? Nhưng đặt trong bối cảnh quán cà phê có vị trí đắc địa top đầu ở thủ đô, ngay giữa trung tâm phố cổ thì lại khiến khách hàng phải ngạc nhiên. Vì thường với những cái quán có vị trí đất vàng kiểu như thế này ấy, thì khách tới quán là đã xác định từ đầu rồi, trả tiền cho view là chính. Và mặc nhiên người ta chấp nhận tất cả mọi thứ khác chỉ cần ở mức trung bình thôi, nhưng mọi thứ khác ở Hỏa Sa Cà Phê thì lại vô cùng xuất sắc. Từ thiết kế đến chỗ ngồi, chất lượng đồ uống, phong cách phục vụ và đặc biệt là giá cả. Cô nhớ không chính xác lắm nha, nhưng mà các bạn đi cùng cô kêu ly cà phê sữa thì khoảng 35 cành, còn cô uống nước cam thì chỉ có 30 cành thôi. Quán có bãi đậu xe cực kỳ tiện lợi và rộng rãi, view của quán thì phải nói là siêu siêu đỉnh. Ngồi ngoài sân vườn thì có cây to này, có hoa leo này, có cái view nhìn thẳng ra một cái phố chợ sầm uất và cây cầu Long Biên hàng trăm năm tuổi ngay trước mắt. Chỉ cần với tay ra vài mét thôi là đường ray xe lửa và ga Long Biên thơ mộng. Ngồi ở trong quán ấy thì có máy lạnh mát rượi này, ngắm trọn thành phố qua những ô cửa kính. Quán nhỏ xíu xiu thôi nhưng mà có rất rất nhiều góc chụp hình sống ảo. Với một cái tầm nhìn Hà Nội nó vô cùng khác, vừa quen lại vừa lạ. Đặc biệt nha là bọn em chụp hình xe lửa cực kỳ là an toàn. Một cái quán mà có mọi thứ như vậy ấy thì hoặc là ly nước phải 50 cành. Còn nếu như mà ly nước chỉ có 30 cành ấy, thì lý ra là chỉ có một chiếc ghế nhựa để đặt mông mình ngồi ngắm view thôi, không phòng ốc, không toilet. Nhưng mà Hỏa Sa Cà Phê thì họ có cả hai, và đấy chính là điều kiện để xảy ra wow service. Nếu như em nào tự tin là mình có một cái sản phẩm rất tốt, dịch vụ trên cả tuyệt vời thì hoàn toàn có thể xem xét cái việc là cắt giảm chi phí marketing xuống và chuyển vào trợ giá cho sản phẩm để nó thấp hơn cái mức mà khách hàng sẵn sàng chi trả. Thì khi ấy bọn em sẽ khiến cho khách hàng phải wow lên, và khả năng rất cao là họ sẽ tình nguyện đi vay cho bọn em hoàn toàn miễn phí. Với một cái lưu ý là cái gì ạ? Cái chiến lược này này chỉ phù hợp với những sản phẩm không làm theo chuỗi nha. Còn lý do tại sao thì mời các bạn suy nghĩ và trả lời ở dưới comment.